Sự trừng phạt thần thánh có hay không này nè, nó làm nhiều người cởi mở ra nè, không bị sợ, bị người ta hù dọa. Nhiều người người ta sợ lắm quý vị ơi, đến chùa duyên vị rồi, nguyện vị rồi, nguyện cạo đầu rồi, rồi nguyện cái gì đó rồi, hứa cái gì đó rồi, bây giờ phải làm, làm cái điều đó, ác cũng phải làm. Vậy quá, việc thiện mà đã hứa rồi mà không làm được thì cũng không có gì trừng phạt. Thí dụ như bây giờ đi quỳ trước Phật Bồ Tát, cái nguyện bây giờ con mai mốt á, con bán đất xong á, con cúng dường á, cho nhà chùa á, là 20 triệu. Nhưng khi vị bán đất xong, quý vị kinh tế gia đình quý vị chi trả hết, vị còn cúng dường nhà chùa có 5 triệu. Quý vị nói bây giờ con hứa với Phật Bồ Tát rồi mà con làm không có đúng, cái lương tâm con nó nặng nề quá trời thầy ở thầy. Vì gặp nhà Đức vị hỏi, nhà Đức nói Phật Bồ Tát nào chấp cái chuyện 20 triệu hay 5 triệu đó. Phật Bồ Tát là muốn an tâm cho chúng sanh. Quý vị có 5 triệu thì cúng 5 triệu, không có cái gì thì vì niệm một câu Nam Mô với Đà Phật. Cả bản thân những đức mà còn không nhớ cái chuyện quý vị phải cúng bao nhiêu, hoặc là những cái điều gì buồn dặn quý vị, không chi Phật Bồ Tát đi để trong tâm những cái việc 15 triệu hay 5 triệu. Có cái chuyện đó đâu. Hồi sáng có một cái gia đình, bây giờ không có mẹ mắt, thì mấy đứa con nó không hiểu nhiều. Lỡ gặp như Đức hỏi thầy ơi, tiền mà quả táng cho mẹ con á, nhà chùa khi làm xong hết trên cái đám là cái số tiền mà gia đình con phải gỡ lại cho nhà chùa là bao nhiêu? Những Đức nói, nếu nói về tiền thì không có con số, nếu nói về tình người thì vô lượng vô biên. Xong mà trên buổi nói chuyện những Đức cũng gầy họ, mà gầy họ trong nhà ăn thôi, không có lên buổi giảng. Rồi xong họ nghe trong lòng họ sợ quá. Rồi đến họ gặp những Đức hồi sáng, họ nói rằng là xin lỗi thầy, con không hiểu nên con dùng những cái văn tự nó không đúng. Những Đức nói, những Đức cũng quên mất tiêu chuyện này luôn. Cái giận hờn cái gì? Chỉ là cái việc một người nói không phù hợp thì nói lên cho nhiều người đừng nói câu đó thôi. Chứ hơi sức nào để trong tâm cái chuyện hờn giận. Phàm phu mà còn có thể làm gì, không chỉ là Phật Bồ Tát. Đúng không? Cái chuyện là đầu này gì thì nhắc đầu kia đừng dị thôi. Chỗ này gì thì nhắc chỗ kia đừng dị thôi. Chứ không nói tên tuổi của ai. Đúng không? Nhắc nhau thôi quý vị. Chứ cái chuyện buồn dặn cái gì bây giờ, những đứa không có thời gian để mà có được chuyện buồn dặn. Thật sự không có thời gian thiệt luôn. Ví dụ như giờ này chia sẻ Phật Pháp, những đức buổi trưa nghỉ một chút, những đức phải chia sẻ mấy bài Phật Pháp cho ngày mai. Không có thời gian đâu để cái chuyện, phải suy nghĩ cái chuyện buồn dặn. Tối là thì những đức họp 3-4 ban chùa. Quý vị coi công việc những đức làm vậy, thời gian đâu cho cái đầu óc những đức đi buồn dặn người khác. Đúng không? Có nhiều cô khi gặp biết nhau trong mấy năm về trước, gặp những đức hỏi thầy ơi thầy, thầy có nhớ con không? Những đức nói nhớ, nhớ nhiều lắm. Bà nói con giờ con mừng gì đâu ghê, thầy còn nhớ con. Nhớ dữ lắm, nhớ gì đâu mà nhớ muốn xỉu luôn. Chàng ơi, đừng có gặp người ta hỏi câu đó. Đừng có đi gặp người ta hỏi câu là người ta có nhớ mình không. Công việc người ta nhiều quá, không lẽ người ta nói không thì kỳ quá. Mình đừng đi hỏi người ta cái điều đó làm gì. Chúng ta mừng là qua những chặng dịch bệnh mà còn gặp nhau là được rồi. Đã là gặp nhau là tốt rồi, đi hỏi nhớ làm chi ạ? Thì có duyên thì gặp nhau là nhớ rồi. Thấy không? Chứ kêu mà nhớ cái mặt, nhớ cái dáng dốc thì khó nhớ. Tại vì sao? Nhiều quá, biết nhớ chỗ nào đây? Nhớ chỗ nào đây quý vị?
có cách này đâu 3 năm về trước có một cái cô đó, cô đến cô gặp Nhân Đức, mà cô thì chắc ít đi chùa. Kêu đến gặp Nhân Đức thì Nhân Đức ngồi trên cái bàn cơm á nó thấp, bà thì bà đứng, mà bà đứng ngay chân trước mặt Nhân Đức, bà dựa vô cái bàn. Thì bà dựa vô cái bàn thì bà đem hai trái bơm đắp vô mặt Nhân Đức, đưa hai trái bơm bà đắp vô mặt Nhân Đức. Mà hai trái bơm bà đó thì nó hơi tương đối cũng khổng lồ. Thì bà nói chuyện, bà nhích một cái là nó giật dây mìn, dây bơm. Thì 3 năm sau bà gặp Nhân Đức, bà hỏi thầy có nhớ con không. Nhân Đức nói nhớ dữ lắm. Bà nói vậy nè, con là con nhỏ mà lần nói chuyện đứng ngay trước mặt thầy. Thì tự nhiên mới nhắc tới chỗ đó, nên à nhớ rồi. Nhân Đức nói rằng à bữa đó mà mìn nổ hai người không chết. Mìn nổ hai người không chết. Ý là Nhân Đức nói là bả giật cái là nó búng lên. Mình nói bữa đó tưởng đâu mình mặt mày miễn văn tùm lum. Bả chơi ấn tượng đặc biệt thế ghê. Nên khi mình đứng nói chuyện với quý thầy, mình đừng có đứng trước mặt quý thầy mà mình cứ gì. Hàm phu không à. Đừng có chơi cái màn đó để thử nhau làm chi. Quý vị, quý thầy thì thời gian mà sức dứt sữa lâu năm, quý vị đừng nên mòi những dòng sữa mẹ làm quý thầy nhớ sữa, hiểu không? Không, cái này tuy là truyền tải vui nhưng mà nó là cách dạy mình đó quý vị, hiểu không? Mình phải biết dốc dáng của mình chứ, hiểu không? Đó. Ví dụ như là đối với thầy cũng vậy, mình đừng có bao giờ ngồi mà quay lưng lại. Ví dụ như mình phải biết cái dốc dáng của mình, mỗi vị trí nó có cái phát triển hơn người, thì chúng ta ngồi phải xem lại mình đó. Nó là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Nguyên lý là gì vậy? Nó, nên cặp mắt của chúng ta thì nó thường đi tò mò. Mình hỏi nó tại sao mày đi tò mò, nó nói rằng là tại vì nó là như vậy đó. Nên có những cái mình cũng đừng nên để cho người ta phải đi tò mò, hiểu không? Nên mình á, là người phụ nữ nó khéo léo là vậy đó, không quý vị? Nó nên đặc biệt mình đi đến gặp quý thầy. Ví dụ như bình thường thì không nói làm chi, nhưng mà mình gặp quý thầy, mình đi vào mình đảnh lễ này kia phải bận áo chàng. Còn ghi bản thân Nhân Đức là do quá dễ, không có gì cả. Nhưng mà đối với quý thầy, mình phải bận áo chàng cho nó đàng hoàng, vì cái áo chàng nó che đậy là hết rồi. Còn mình bận bộ đồ ngắn, bộ đồ cục, đó là cái điều nó không có đặc biệt. Cả ca sĩ cũng vậy, mình đi đến chùa chiền mình hát, mình phải bận đồ kín đáo. Mình đừng có đứng trước quý thầy mà mình hát ca bằng đồ quá ngắn, quá bó vào người. Thật sự mà nói thầy là thầy nhưng mà cũng là chưa phải là thánh tăng đâu. Mà thánh tăng thì quý vị càng phải tôn trọng, hiểu không? Đó. Thánh tăng thì càng phải tôn trọng chứ. Phải hiểu nghe quý vị. Những điều nhắc nhở nó truyền tải vui đó, nhưng mà mình phải nhận thức chứ. À, nên có lần có một cái cô đó, cô trẻ lắm, cô nói chuyện những đứa cô đưa cái mặt sát cái miệng như đứa. À, nó đưa cái mặt sát cái miệng như đứa hoài, như đứa nói tầm mô như đời phải. Bộ bà thấy cái mỏ tôi chưa đủ nhọn hay sao? Hiểu chưa? Cái mỏ đã nhọn rồi mà bà đưa sát một bên. Bà chọc tức hoài, mệt tiếng ghê. Xích ra, thấy không? Có những người quý vị họ quá gần gũi, quá thân, họ quá quý mình, nhưng mà mình phải có cái khoảnh khắc của thời gian, phải có cách xa một chút, thấy không?
trơn mà sát dáng quá ai chịu nổi. Thế vậy không? Còn khi mình đứng gần quý thầy cũng vậy, mình phải xem lại mình chứ. Mình đứng gần quý thầy mà mình đem hai cái bánh ú mình vừa vô luôn, sao mà coi kỳ cục vậy quý vị? Hiểu không? Mình là đàn bà chứ mình ngồi xe với đàn ông mà không phải chồng mình, mình còn á, mình lấy tay mình vừa mình ấy ra hoặc mình dịnh phía sau, chứ mình đâu có dựa vô được quý vị. Thì ông thầy cũng là đàn ông, mình cũng quý mến gì đi chăng nữa, mình cũng cách cách xa một chút. Cái đó là cái nhạy cảm, mình đi đem cái đó mình cạ vô không? Không, cái này là tự mà nhận thức đó nghe. Có nhiều lắm đó, như bản thân tôi là tôi thấy là quá nhiều luôn rồi đó. Ừ, quá nhiều quá. Không, cái này là quý vị đừng có buồn khi có những người lỡ như vậy nghe. Đó là những đức nhắc chung nghe quý vị. Vì tôi cũng là phàm phu, tôi cũng bị nhạy cảm. Đó là cách chỉnh hình chung. Tôi không nói tôi gì cao xa, mà chúng tôi cũng khuyên quý vị để gặp những người khác đừng nên như vậy. Chứ đâu những người khác tâm tư người ta sẽ bất thường sao? Lâu quá mà không có được cái gì. Nó nói chứ nó nhạy cảm quá rồi, nó bị cảm ứng luôn, nguy hiểm. Nó nên có một lần cái cô đó, cô lại đến cô chụp hình Nhân Đức mà cô cũng ôm Nhân Đức luôn. Nhân Đức nói bà tin tôi cho chỏ bà chưa, bà tránh ra, bà làm gì kỳ cục mà hơn cái gì đó, gì mà sáp lá gà dữ vậy chị. Nếu như mà mười mấy năm về trước rồi bà biết thân với tôi, thấy chưa? Bây giờ tôi ăn chay rồi đấy nghe, hiểu không? Nhưng mà đồ chay bây giờ nó giả mặn dữ lắm nghe quý vị, cẩn thận. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chứ không phải là tương trao đồ hũ đâu nghe. Ý nói ăn chay bây giờ giả mặn nhiều lắm, trong đạo pháp cũng nhiều cái giả trang lắm. Chúng ta hãy tự giữ chính mình đi. Vậy thì hay quá. Thật sự quý vị nghe Nhân Đức chia sẻ Phật pháp, nếu quý vị mà nhận thức sâu sắc thì trong cái truyền thải của Nhân Đức nó cực kỳ sâu sắc nằm bên trong. Tuy là nó có những cái dụng ý nó cũng không đẹp gì mấy đâu, nhưng mà nó rất đặc biệt phù hợp vào con người bây giờ. Cách truyền tải á, sức mồ hôi áp. Thấy chưa? Truyền tải nó mà còn sức mồ hôi đó nghe. Chưa có gì nữa. Tại vì mỗi tuần chủ nhật ta đến là nó tích năng lượng, nên cái bình cái cũng bị hao giúp. Hiểu không? Nên đó. Ông quý vị ơi, cái ngày chủ nhật là đúng là một cái ngày cực kỳ đẹp. Quá đẹp luôn. Đúng quý vị. Giống như nó vừa nghe đạo mà nó vừa vui, nó vừa được giống như diễn hài một chút luôn. Mọi mặt quý vị đều được, nên tất cả những sự buồn của quý vị nó sẽ bị rơ rụng hết. Đúng không? Rơ rụng nghe. Không mà mình đến với nhau vậy là thật sự bằng cả trái tim nữa vậy. Đúng quý vị. Quá đặc biệt mà. Quý vị ơi, chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này á, có nhiều cái người ta trao cho mình trái đắng quá, nên may mắn mình gặp ông thầy luôn luôn trao cho mình trái ngọt. Hiểu không? Giúp cho mình bình an, giúp cho mình vui nè. Tổ chức nhiều chương trình cho mình được vui nè, trong một mùa Tết vô cùng ý nghĩa. Hiểu không? Đặc biệt chúng ta đến với nhau, đặc biệt vô cùng là năm ngoái những cái chương trình lễ hội chúng ta đã tổ chức qua, và những lễ hội đó là những cái kỷ niệm mà cả cuộc đời chúng ta không quên. Thật sự cả cuộc đời chúng ta không quên.
Nhất là 3.000 lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là cả cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ quên. Khi vị giảng sanh về cực lạc, quý vị giảng là đặc biệt nhớ lại 3.000 lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Dấu ấn cuộc đời lớn. Và một trận lễ viết Đức Phật A Di Đà đúng là quá hoành tráng. Lễ viết Phật A Di Đà thật sự mỗi một năm chúng ta đi qua, chúng ta thấy cuộc đời mình vô cùng ý nghĩa, vì mình đã làm những cái gì đó trong cuộc đời gỡ lại cho nhân sinh. Quá ý nghĩa đúng không quý vị? Chúng ta cũng cầu Phật Bồ Tát gia hộ chúng sanh có phước duyên. Mình cũng muốn làm năm nay còn hơn năm ngoái. À, muốn làm năm nay còn hơn năm ngoái, nó còn tăng tiến hơn nữa. Nghe không? Nên á, bữa nay á, tặng khăn rồi cho quý vị. Nghe không? Ai đây mà chưa có khăn đưa tay coi ta. À, đưa tay dễ thương ghê. Nghe không? Rồi để tay xuống quý vị ơi. Hôm qua có một phái đoàn hồi buổi tối khoảng 11 giờ khuya, họ đến chùa từ Vĩnh Long đi lên đây. Quý thầy ra mở cửa hỏi: ủa quý vị ở công tu chủ nhật hả? Họ nói: biết rồi, ngày mai tặng khăn, biết rồi. Mình thấy rằng là một cái món quà mình tặng á, nếu nói về cái giá trị đó quý vị, có khi á không được nửa cái vé xe của người ta đi đến đây. Vậy mà người ta quý trọng cái món quà mình tặng, đây là điều nhà Đức mừng nhất. Mừng nhất luôn quý vị. Như giờ cây quạt này thôi, cái quạt nhà Đức mà làm ra để tặng, vì cái quạt này đâu có giá trị bao nhiêu tiền đâu quý vị. Cái quạt này nhà Đức làm á là hình như là một cây chỉ có 4.500. À, mấy vị coi một cây quạt này cũng truyền tải Phật Pháp với vị luôn. Quá hay. Đúng không quý vị? Mỗi lần cầm cây quạt là có những dòng chữ rất hay nằm trong đây nè. Cốt lõi tinh hoa. Thêm cái nữa chọc cho mình cười. Một cây quạt thôi đó mà nó rất là đặc biệt. Nên quý vị cũng đừng nên đem cây quạt này đi luyện tùm lum. Luyện những đức thì không sao, mà trong đây có danh hiệu A Di Đà Phật. Thấy không? Nhớ nghe. Ủa ai ở đây bữa nay mà chưa có cây quạt lần nào hết trơn, chưa có cây quạt đưa tay người ta. Cũng nhiều ghê á. Còn quạt á, một chút tặng cho vị luôn. Thấy không? Cái bài chia sẻ Phật Pháp bữa nay vị thấy gần gũi và thấy hay á quý vị. Ở nhà cố gắng nghe Pháp, rồi cố gắng duy trì thờ khóa tu 2 thờ. Và buồn phiền gì cũng gói gọn, gói gọn nó lại để vào trong tâm. Tùy quý vị, đó là quyền của mình quyết định. Vì muốn gói gọn để ở đâu thì chuyện đó của quý vị. Còn riêng bản thân nhận đức thì gói gọn lại để nó ra phía sau hè. Cho nó lạnh lẽo tự nó tan biến đi. Thấy không? Chứ mình không có để nó nặng nề chi. Trong cuộc đời con người mà như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, làm sao mà muốn được tròn vẹn. Chúng ta chỉ cảm giác là mình gặp Phật Pháp là mừng rồi. Chúng ta đừng nên nhìn cái hạnh phúc của người ta mà cứ đi ngưỡng mộ người khác mà quên cái hạnh phúc của mình. Dù bây giờ chúng ta không được như hạnh phúc như người ta, mà chúng ta được hạnh phúc cái mà chúng ta được đó là gì? Mỗi ngày được nghe Pháp niệm Phật. Đúng không quý vị?
Bây giờ chúng ta đi nhìn căn biệt thự người ta làm chi, nhìn vợ nhìn chồng người ta làm chi, nhìn cái cô đó được chồng mà nắm tay đi mua quà mua đồ làm chi cho nó mệt. Đúng không? Mỗi một con người nó có cái giá phải trả của nó trong cuộc đời. Thấy không? Đó, nên chúng ta cứ niệm Phật, cứ nghe Pháp, cứ tu tập. Đó là sự hạnh phúc lớn nhất của đời chúng ta. Thấy không? Giống hồi sáng như Đức gặp một cái cô có nói á, chồng cô rất là khó. Từ khi mà cô nghe những Đức giảng, cô chuyển tâm. Không ngờ cô thỉnh bộ tượng Phật về. Chồng của cô khi mà thấy bộ tượng Phật, cái chồng của cô nói, ừ thờ đi, đồ Phật đẹp quá. Lạ kỳ. Bà nói rất lạ kỳ. Xong khi mà thờ tượng Phật ở trên, bàn thờ đâu vào đó chứ, đầu tiên đem về để trên đầu tủ, không làm bàn thờ. Từ từ rồi bà mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, ổng đi niệm Phật lễ Phật theo. Bà nói rõ ràng vậy đó. Rồi bắt đầu ổng kêu bà làm bàn thờ cho thiệt đẹp, bà thờ Phật. Đó, thấy không? Nó có sự chuyển hóa. Như Đức nói, trong gia đình mà thờ ngôi Tam Bảo, cái ruộng phước điền từ đời quý vị tới đời con cháu quý vị ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn dữ lắm. Thì biết những đức mà phát cái tâm mà làm tượng Phật thì đến mức mà quá nhiều rồi. Làm tượng Phật quá nhiều để tặng người, bây giờ trở thành một địa điểm tặng tượng Phật cho quý vị về thờ. Mà an vị Phật cực kỳ đơn giản luôn, chỉ bắt điều niệm Phật lễ Phật lên an vị Phật rồi. Rồi vị nếu mà được vị làm lễ phóng sanh, làm lễ phóng sanh rất dễ, tự làm lễ phóng sanh, đọc tam quy xong thì niệm Phật, mở lòng chim bay rồi xong. Còn nếu như kế nhà mà có mà cái chỗ mà thả cá rồi này kia, sông rạch gì đó, vị thả mua cá cũng được, chim cũng được, tùy. Buổi sáng những đứa ở bên nhà ăn chạy xe quá, đi tới ngay chỗ cái chỗ qua hai con rồng này nè, mép cái chỗ đó mép bên tay phải này nè, gió gì đâu mà nó thổi, đừng có nói nữa. Mình ngồi trên chiếc xe đạp mà có nhiều cô không biết ở đây, ở trong mấy cô ngồi đây nè, ban lại ba chụp hình. Trời, gió nó thổi gì đâu mà mình muốn bay mình đi, gió thổi chút đồ đạc gì nó lột nút đồ quần gì nó kéo lên luôn, gió thổi đến mức gì quý vị, tại nó ngay cái chỗ cái ngọn gió, thấy không? Mà tự nhiên mình trong đây mình nghe những phát thông báo cái gì Nguyễn Thị Năm Chim mình nghe cái mình nói trời, cái tên gì đâu mà hay thế ghê, tự nhiên Nguyễn Thị Năm Chim. Như Đức ngồi chiếc xe mà cho mình, như Đức cười sẵn sẵn. Cái bà kia mới nói công nhận thầy hoan hỷ ghê. Đấy, mình nói mình nghe cái tên bất cử ăn chết rồi đó, sao có ngộ với chàng. Tên gì ông đặt tên Nguyễn Thị Năm Chim. Có thông báo, họ thông báo hoài đấy. À, xin mời Nguyễn Thị Năm Chim ra có người gặp. Ngồi cho xe mình cười sẵn sàng sàng mình cười. Thì biết rõ ràng cái lúc mà hoan hỷ đó quý vị, người ta có phiền cỡ nào mình cũng thấy vui. Thì 100% quý vị muốn mang tâm cảm ơn thì phải vui mới cảm ơn được. Chắc chắn luôn. Buồn sẽ không bao giờ cảm ơn. Buồn chắc sao cảm ơn. Nên con người mà thật sự có tâm cảm ơn thì chỉ có đúng vui mới cảm ơn. Thật sự vui mới cảm ơn. Buồn không thể nào cảm ơn được đâu quý vị. Nên những đức mong quý vị hãy có tâm cảm ơn thì sanh duyên sanh phước rất là lớn. Bởi vì khi vui rồi quý vị sẽ không sợ ai làm phiền quý vị hết. Ừ, cả vợ chồng mà khi buồn mà đến gần gần mình, nó có khi mình chửi nữa. Nhưng mà mình đã vui rồi là được. À, vui là sao cũng được hết chứ quý vị ơi. Ừ, nên những đức cũng vậy, những đức khi mà nghe vậy những đức mắc cười.
thì mấy bà chụp cỡ nào chụp nhưng Đức không có quan tâm đến, nhưng Đức mắc cười, nhưng Đức vui quá trời vui. Ở đây thông báo cứ là chị nào Nguyễn Thị Năm chị. Chè của mình nói cái tên gì đâu, đặt gì đâu mà nó xịn sò vậy đâu. Cái này mà gặp làm giám đốc mà nói xin mời chị Nguyễn Thị Năm Chim lên phát biểu. Không quý vị ơi, chúng ta đặt tên cho con cái mình cũng lựa một cái tên nó đặc biệt một chút. Nghe không? Nó chứ. Ví dụ như mình đây mà tại mình vui quá mình nói ra nghe nó mắc cười. Sự truyền tải của người này vui quá nên bị nghe là mắc cười liền. Chứ mà gặp cái chỗ bình thường khác mà nghe tự nhiên Nguyễn Thị Năm Chim cái tên gì kỳ cục với trẻ. Quý vị nên, không mà chùa mình công nhận nghe, lúc nào phóng sanh thằng Như Đức đều thả chim, dù bao nhiêu người nói. Mà Như Đức thấy rằng ở đây nó không có tiện bề thả cá nên Như Đức đều mua chim để thả. Công nhận Như Đức nghĩ nó hay. Hay thế ghê. Từ từ Như Đức ngồi suy nghĩ đó, à những người phụ nữ tâm trạng họ buồn nhiều quá nên mình phóng sanh cái loài này để mong họ vui. Lần nào vậy chứ những thứ phóng sanh thì Đức đều nói câu gì nè: quý vị ơi, chúng ta cùng niệm Phật Quan Hỷ đi thả chim. Được không? À đó. Phải rõ ràng không? Lúc nào, từng chủ nhật nào, thứ bảy nào, lúc nào những đứa bóng xanh, những đứa cũng đều nói chúng ta đồ cùng niệm Phật lớn lên để thả chim ấy. Thế bà này bà niệm lia lịa chứ. Quý vị ơi, nhớ kỹ, những đứa nói câu đó là có ý á. Ý gì biết không? Đó là thả những con chim phiền não trong tâm bị ra. Bay đi đi, thấy không? Chúng ta gỡ những nỗi buồn của chúng ta, giận hờn gì đó, gỡ cho những cánh chim nó bay đi hết đi. Tôi nói đây là nói con chim đó nghe. Ngộ ghê. Không mà ngộ ghê quý vị ơi. Có một làng ở bên đạo tràng ba thông báo: xin mời chị chim xe xẻ lên, có công chuyện. Chàng ơi, cái tên nhưng mà chim xe xẻ chả. Chim thì thôi đi mà còn xe xẻ trong nữa. Đúng là ngộ thế ghê. Không, đúng là rõ ràng. Truyền tải đơn giản mà do vui mà thấy vui. Đúng quý vị. Nên mỗi lần ở đây mà phóng sanh mà Đức nói nghe, chúng ta cùng niệm Phật Quan Hỷ vui vẻ, niệm Phật lớn lên đi thả chim. Lại bị hiểu rồi nghe. Là mỗi chị này phải vỗ tay niệm Phật lớn lên nghe chưa. Tại vì sao? Vì nó phù hợp với các chị. Nên những Đức nói các cô mà về chùa mình tu với các cô mình không có buồn đâu. Tại vì từng nào những Đức cũng thả chim sao buồn. Nên các ông đàn ông khắp nơi nơi cứ cho vợ đến đây tu là mấy bà vợ mới hết buồn, mới đẹp lên. Tại vì sao? Từng nào những Đức cũng phóng sanh chim hết chứ. Giết mấy bà hết buồn. Những Đức cũng mong sao á, cái việc phóng sanh của những Đức á, cầu nguyện cho phái nữ ai cũng á, cỡ bỏ những cái buồn phiền ra hết. Thấy không? Như các chú cũng được nữa. Chú cũng nhờ luôn á nghe. Có thời gian á, phóng sanh á, mấy con chim cu. Mà sao ngồi vậy ơi? Chim cu nó không có lanh bằng chim sẻ. Không, cái này mình nói con chim phóng sanh đó quý vị. Sau này khi mà thả nhiều á thì thấy mấy con chim cu sao nó khờ quá, thả không biết đường bay, cứ quàng vô cái lồng. Những Đức lại Đức nói nè: ê chim cu mày ngu quá vậy, thả mày ra thì mày bay ra khỏi cái lồng đi. Mày thấy mấy con chim sẻ chưa, mở lồng ra rồi cái dù nó bay sạch chết. Công nhận quý vị. Mấy Âu này mệt tới ghê. Thấy chưa? Bây giờ chim cu mua ít xịt mua quý vị.
tại vì nó khờ quá. Mình hồi đó mấy làng phóng sanh định là hồi hướng cho mấy ông đàn ông để mấy ổng đi tu chùa nhiều nhiều một chút, nên mua chim cu mà thấy khờ quá, nên nhà Đức thấy chim chia sẻ lành à, nên nhà Đức thả chim chia sẻ mở lòng ra cái là mấy bài bay vu 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 vu, nó mấy bà chim á nghe bay vu 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 vu. Nên từ hôm nay nhà Đức nói thôi mua chim sẻ nhiều, cái duyên nào thì hướng đến duyên nấy đi. Mà thả chim chia sẻ giết rồi hình như mấy cô đến tu đông. Bữa đó có một cái cô, cổ thì lúc trước cô quy y thầy, thì gặp chùa mình cổ thích đi đến đây. Thầy hỏi sao con lâu quá không đến chùa. Nó dạ thưa thầy, con đến chùa hộ pháp con tu, cái pháp tu con tu được, thầy giảng con nghe được mà vui, nên con đi đến đó con tu. Xong á, cái bữa đó cũng khai đàn gì đó, thì cô này cô gặp Nhân Đức, cô nói thầy thầy, bữa nay con nghe pháp xong con đi đến chùa thầy con lúc trước. Nhân Đức nói cô đi đâu đó cô đi. Bà nói gì ngộ ghê. Người ta nói một tiếng vậy mà trả lời ngộ ghê. Vậy nó ở chứ nói sao vậy. Thì cô đi đó, đi đâu đó cô đi, chuyện của cô tự nhiên. Thì cô đi đến chùa Nhân Đức hướng dẫn cô tu, còn cô đi đâu đó cô đi, cô trình Nhân Đức làm gì cho nó mệt thêm. Đúng quý vị. Đã Nhân Đức cũng không điện thoại, không nhắn tin quý vị gì hết trơn, để điều chỉnh những việc đó cho Nhân Đức làm chi? Không lẽ mỗi người đi trình Nhân Đức việc đó là thương Nhân Đức hoặc là tôn trọng thầy, con trình cho thầy? Không có. Cái giáo pháp của Phật nó không có chối buộc, nó cũng không có xỏ mũi ai hết chứ. Quý vị có quyền của quý vị. Thấy không? Bây giờ cuộc sống quý vị lo làm ăn, gia đình quý vị ở, nhà quý vị ở, bản thân quý vị được quyền bận đồ gì của cái sao sao, đeo vàng hay không đeo vàng, có tiền hay không có tiền, ăn xài cái gì đó là chuyện của quý vị. Còn những đức có quyền giảng dạy, quý vị nhìn theo đó mà tự điều chỉnh. Không? Rất là hay. Có nghĩa là nó rất là cảm giác rằng là mình giống như dở dở ương ương mà lại cảm thấy ngưỡng mộ nhau. Không? Ta nói tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Gian gian dở dở nó đẹp lắm quý vị. Nó đừng có nên sáp lá cà gần quá, nó không còn đẹp gì đâu. Đừng nên trao cho nhau quá nhiều cái gần gũi, hoặc là đừng nên đem cái mà gọi là cảm thấy quá quý mến nhau để đến với nhau. Như vậy thì cái giáo pháp nó không có gì hấp dẫn nữa chứ. Nhớ không? Gặp nhau, chào nhau, vui cười, chụp môi hình, hay muốn làm kiểu chụp hình sau đó là tùy mình. Nhưng mà xong rồi chúng ta trở về cái hoàn cảnh của mình, tự mình lắng nghe được cái giáo pháp đó để áp dụng trong cuộc đời mình, không có sự chối buộc gì cả. Quá đặc biệt quý vị. Còn bạn bè đi tu học chung với nhau, tùy vào sự lãnh ngộ của mỗi người. Người ta có quyền chọn lựa cái con đường của người ta đi, chúng ta có quyền nếu đủ duyên là phiên lớn vài câu. Chúng ta cũng không có cái quyền gì để chen vào chuyện đời tư của người khác. Cái này là phải xác thực bạn bè, chứ không phải là nhìn bạn bè đã tu có thời gian, họ làm cái gì không phải, chúng ta lại mắc lòng tin với Phật Pháp. Quý vị phải nhớ cái lòng tin Phật Pháp quý vị là dành cho Phật Bồ Tát, chứ không phải là dành cho con người thân quen. Người thân quen và trưởng đoàn vẫn còn là phàm phu, những đức cũng vẫn còn là phàm phu. Từ nơi đó chúng ta hãy dành lòng tin của mình cho Phật Bồ Tát. Nên nó là y pháp bắt y nhân. Đúng không? Y pháp bắt y nhân. Người ta có đi đến chùa hay không đi đến chùa, ta phải đi đến chùa. Ta đi chùa là cái quyền của ta. Ta đi đến chùa để được bổ túc, chứ không phải đi chùa vì ai cả, mà ta đi chùa vì ta. Đúng không? Cái giáo pháp của Phật cực kỳ xác thực, tự vị đốt đuốc mà đi. Quý vị đi được tốt là quý vị có góc độ nhìn. Ta nói chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Cũng như bản thân Nhân Đức đi xuống nấu ăn, Nhân Đức ngồi một chút Nhân Đức mới nấu. Nhiều người cứ nói thầy ơi trễ rồi thầy ơi thầy,
Nhưng Đức nói cứ ngồi chơi một chút đi, cái tâm thoải mái một chút đi hả, làm niệm Phật xong đi rồi làm đó. Quá đông người mà thầy nấu cái này không kịp thì sao? Nhà Đức nói không kịp thì thôi, có làm sao, đúng quý vị. Có lần Nhà Đức nấu nồi súp để ăn với bún, thường tập trung múc đông lắm, bữa đó Nhà Đức cho 4 người múc à, cứ múc ra tô nào thì người đó ăn, múc ra tô nào người ăn, cứ lay ray. Thì mấy cái người ngồi mà coi người ăn nó thèm, nó đói. Cái nồi súp Nhật Đức nấu không có ngon lành gì hết, mà nó đem ra thì người nào người nấy ăn húp không còn miếng nước. Tại sao? Người này ăn người kia nó nhìn miệng nó thèm, thì đem ra đồ dở nó ăn cũng hết. Còn lúc trước thì múc ra một lọt một thì nguội lạnh, thì đem vô niệm Phật ăn lượt nguội lạnh. Còn bây giờ nước múc từ từ nó nóng hừng hực, khói bùng bùng lên, cái người kế bên nó nóng ăn nó phải húp húp rột, cái người kế bên không có ăn thì thèm, đem cái tô bún ra húp rột. Ăn xong hỏi ăn ngon không, người nào nói công nhận nó ngon gì đâu, hiểu không? Nên á, cái ăn uống gì cũng vậy chứ. Quý vị ở gia đình mà nấu ăn uống cho gia đình, đừng có cái gì mà nhiều quá. Quý vị canh cho nó ăn vừa đủ thôi, nó ngon cái lắm. Nó thèm nó đòi về ăn hoài à. Hiểu không? Hiểu chưa? Một số người này nghe pháp lâu nghe là hiểu liền. Một số người biết sao mà mới nghe là chưa hiểu gì mấy. Nhớ nghe súp nghe, có súp cua rồi nó đó nghe, hiểu không? Đó, cái gì cũng đừng nên cho quá đáng, hãy giữ lại cho mình một phần nào đó, dù là nghĩ rằng đây là của người ta, nhưng đừng bao giờ cho họ quá đáng. Cho họ quá đáng họ sẽ đi ăn phở chỗ khác. Mấy cô suy nghĩ nghe. Nên lúc mà người ta mà ngửi mùi của tô súp á, thì quý vị, người ta vừa ngửi mùi cái vị kéo tô súp ra, thì tức khắc nó thích ngửi cái mùi súp này dữ lắm, hiểu chưa? Còn này bị đưa cái tô súp ngay cái miệng cho nó húp thì nó còn cảm giác gì đâu, hiểu không? Hiểu không? Phật tử này thông minh thiệt nha, quá thông minh. Xin lỗi nói câu này, ai hiểu đưa tay coi. Rồi vậy là thuộc bài rồi đó. Thuộc bài rồi đó, thấy chưa, thấy không? Nó cái hạnh phúc của một gia đình nó cũng là sự khéo léo để điều chỉnh. Hạnh phúc của một gia đình là sự khéo léo của điều chỉnh. Tuy một bộ đồ có những lúc lâu không bận, nhưng lâu lâu đem ủi rồi bận lại, biết đâu nó lại đặc biệt đó nghe. Đúng không? Nên chúng ta sống với một gia đình giữa vợ và chồng, nó lúc nào cũng có cái sự mới mẻ. Mà sự mới mẻ đó là do bạn dè dặt mà ra, đúng không? Bạn cứ nghĩ rằng bây giờ có vợ có chồng rồi, có con rồi, cái gì cũng vì gia đình này, mà bạn không biết để bồi dưỡng cái gia đình này cho hạnh phúc. Cái gia đình này là nó phát triển được là từ do cái người lớn nhất ở trong nhà đó, đó là vợ và chồng, nó mới gây dựng được gia đình nó hạnh phúc. Nhưng mà trong hai vai trò đó nó không có cảm giác gì đặc biệt với nhau thì nó sẽ làm cho gia đình này sẽ mất đi hạnh phúc, đúng không?
Mình là người đàn ông cũng vậy, dù là mình có gia đình rồi nhưng bản thân của mình cũng phải kỹ lưỡng, gọn ghẽ. Dù mình đi đâu đi chăng nữa, mình ngồi nói chuyện với vợ đi chăng nữa, có người mình nhìn cũng phải sạch sẽ, gọn ghẽ. Có khi cũng có một miếng nước hoa thơm tho một chút. Người phụ nữ cũng vậy, thì tại nó làm cho cái gia đình này giữa vợ và chồng nó có một cái gì của thở ban đầu. Thấy không? Tại vì sao? Đối phương nó sẽ thấy người khác đặc biệt hơn. Thường là chúng ta đi gặp cái người lạ, chúng ta sẽ có một cái sự ăn diện hơn cái người mà mình gặp người quen thân. Tại sao quý vị không dành cho người quen thân? Nó là một cái mới mẻ trong cuộc đời. Quá dạy. Dạy thiệt quý vị, đối với người bên cạnh mình mà mình không chịu bổ túc, mà đi bổ túc với cái người xa lạ ở đâu, rồi cuối cùng họ cũng đi mất tiêu. Nên hãy nhìn kỹ và nghe kỹ, nhận thức kỹ để áp dụng kỹ. Thấy không? Đó. Vì thấy mỗi một bài pháp chia sẻ của những đức nó đều có cái lợi ích khác nhau. Và động tác chia sẻ Phật pháp nó có những buổi cũng khác nhau. Nó hoàn toàn có những buổi khác nhau, như thế không? Chứ đâu phải buổi nào cũng lên dập ầm ầm đâu. Bị cứ lên là mấy vị cái ầm ầm này giết rồi, ai mà chịu nổi. Tôi nói từ thuyết pháp á. Đúng không? Có những bữa này, có những bữa kia, có những bữa nọ, nó sẽ làm cho sự thay đổi của bài pháp. Pháp là gì? Là phương pháp. Mà phương pháp này nó muôn biến dạng hóa nằm bên trong. Có những bữa lên quý vị thấy không? Chỉ chỏ xỉ xỏ, câu mỏ đủ chuyện. Nhưng có những bữa lên thì rất nhẹ nhàng, không thấy tay gì đưa ra. Thấy không? Có nhiều bữa thì tay chân đưa ra tá lả. Còn có nhiều bữa thì phải thấy cái tay cũng không đưa ra. Chỉ có cái miệng cũng đủ xài rồi. Hiểu không? Có những lúc cái tay nó rất là hay, nhưng có những lúc cái miệng nó cũng rất là giỏi. Tùy vào cái khả năng phát huy của bạn. Nếu như bạn học Phật được mà muôn biến vạn hóa như vậy thì trong cuộc đời của bạn thôi quá tuyệt vời. Đúng không? Tùy vào cái góc độ suy nghĩ quý vị thôi. Những đứa đang nói pháp mà. Nó rõ ra vì sao người ta thích nghe những đứa giảng. Nó có những cái giảng người ta hiểu. Hiểu thì cảm giác bị kích thích. Đúng không? Đó. Thật sự mà nói kích mà không thích thì không ai đi kích làm gì. Nhưng đức nói vị nghe, nếu kích mà không thích thì là hao sức mà không có được chuyện gì. Nên lời nói hay hành động hay việc làm đều thật sự phải có nhận thức, có năng lượng để kích thích. Thấy không? Bạn có năng lượng thì mới kích thích được quý vị ơi. Bạn có niềm vui bạn mới kích thích được, chứ buồn sao kích thích nổi. Thấy không? Bây giờ cuộc sống trong gia đình mà buồn sao kích thích nổi đây. Bây giờ quý vị biết rằng quý vị gặp ai vì thấy cảm giác thích thú vô cùng. Là do vì sao? Vì họ có năng lượng. Họ bình an. Trong cuộc đời ai mà không muốn tìm chỗ bình an để nương dựa. Đúng không? Chồng đi làm mệt về, trong hoàn cảnh lúc đó chúng ta đừng nên nói những cái chuyện tiền bạc. Đừng nên nói cái chuyện ngày mai đóng tiền trường. Đừng nên nói con của mình nó đang bệnh. Hay đừng có nói những việc để người ta bị áp lực. Vì mình nhìn trạng thái người ta đang bị mệt. Chúng ta hãy lựa lúc người ta đang tắm xong, ăn uống xong hết đi. Cái gì cũng xong đi. Rồi lúc đó chúng ta nỉ nê bên cạnh, lúc đó thì được. Đúng quý vị? Quá đúng rồi hả quý vị? Rồi, quá đúng không? Đó. Nhìn hoàn cảnh của vợ và chồng, đừng bao giờ tạo áp lực cho người ta những lúc người ta
đang mệt mỏi. Ví dụ như người ta đang trả tiền quá nhiều, đừng có đem tiền đến để nói cho người ta. Người ta đang ra tiền nhiều thì mình đừng nên nói cái chuyện phải ra tiền nữa. Người ta đang mua đồ nhiều thì lúc đó chúng ta đừng lợi xin mua đồ. Người như vậy thì người thông tình đạt lý. Cả ông chủ ông đang vừa trả tiền lương, chúng ta đừng đến mượn tiền ổng khi cần tiền, mà lựa lúc ổng qua vài ba ngày có thu nhập, lúc đó họ đến mượn tiền. Hiểu không? Đó. Vậy thì lúc nào chúng ta kích cũng thích, mà kích là dính. Tại vì sao? Vì chúng ta nhắm được mục tiêu. Nên trong cái cuộc đời này tu hành cũng nhắm mục tiêu, mà việc gì cũng phải nhắm mục tiêu chuẩn xác. Mình nhắm mục tiêu thì nó không hao đạn. Còn quý vị mà không nhắm mục tiêu, hao đạn, hao cung mà không trúng chỗ nào. Đúng không? Cũng như bản thân những đức học Phật, thì nhắm mục tiêu học Phật là ngay pháp môn tịnh độ, thấy chưa? Mục tiêu người ta nhắm rất chuẩn xác. Đã nhắm mục tiêu chuẩn xác rồi thì mười mấy năm cứ duy trì mục tiêu đó mới có được ngày hôm nay. Đúng không? Đó. Quý vị đừng nên vội vàng thay đổi mục tiêu. Cứ thay đổi mục tiêu hoài nó không có cảm giác gì đặc biệt đâu. Nhận đức mười mấy năm nay mà càng học càng có cảm giác là vì sao? Cứ mục tiêu như vậy mà làm hoài. Thấy không? Đó. Thì thấy chia sẻ bằng pháp không? Muôn biến dạng hóa đúng không? Nên nhiều người nói, nói thiệt, thầy nói thầy học lớp 3 con không thể nào tin. Nhận đức nói quý vị phải tin. Nhờ học lớp 3 mới giảng được gì. Thấy không? Nhận đức gói gọn tất cả những cái sở học thế gian, nhận đức phát huy cái sở học sức thế gian. Khi cái sở học sức thế gian đã phát triển thì cái sở học thế gian tự phát triển. À. Thật sự mà nói, cái ánh sáng của bóng đèn giỏi lắm chỉ gọi sáng trong một cái khung gian nào đó, chứ cái ánh sáng của mặt trời thì sẽ gọi giá, gọi cho vạn vật ở trong cõi nhân sinh. Còn nếu như dùng quang minh của Phật thì bao trùm luôn mười phương khắp pháp giới. À. Nên từ nơi đó vì biết cái sở học thế gian thì giỏi lắm là ánh sáng của bóng đèn thôi. Dù bạn có đạt được sở học đó thì giỏi lắm nó cũng soi gọi một không gian nhỏ nào thôi. Còn nếu tăng tiến lên một chút nữa thì mặt trời thì cũng là cái cõi nhân sinh này được hưởng. Còn nếu như bạn mở rộng ra đến cái quang minh của Phật A Di Đà thì điều này bạn vô cùng tự tại. Nên gói gọn lại hết để dùng cái giáo pháp của Phật vô cùng là đặc biệt. Không có biết gì nhiều ở cõi đời để loạn tâm mình, mà chỉ nhắm ngay câu Phật hiệu để phát vô lượng quang. Bài học hôm nay hình như chúng ta thấy nhắm mục tiêu là cao độ đó quý vị. Hiểu không? Nhắm mục tiêu là cao độ nghe. Vì nhớ là không bao giờ có việc thần thánh nào trừng phạt chúng ta. Giải thích rất rõ ràng, dễ hiểu luôn, xác thực luôn, khỏi đi vòng vo. Không bao giờ có thần thánh nào trừng phạt chúng ta. Chỉ có ngay chỗ nhân quả công bằng. Bạn gieo nhân gì thì bạn gặt quả báo nấy. Bạn trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng cái gì thì ăn cái nấy, chứ không có ai trừng phạt bạn hết. Có một loại trừng phạt nhau, đó là khi bạn giết người hay bạn làm một điều gì sai ác mà bạn đang hết phước, những oan hồn đó, những ác thần đó,
muốn tiêu diệt bạn thì phải được sự chấp thuận phù hợp vào nhân quả. Và bạn khi đã hết phước thì có sự trừng phạt. Nhưng nhớ kỹ, đó là những quan hồn không có tu, gọi là còn sân hận, rồi những vị ác mới đi làm những việc đó. Còn các bậc thiện thần, các bậc thánh thì sẽ không bao giờ có chuyện trừng phạt bạn. Nhớ kỹ điều này nghe quý vị. Nên chúng ta học Phật giáo hay bất cứ một tôn giáo nào mà nói rằng là bỏ tôn giáo đó, bỏ Phật giáo mà nó bị trừng phạt, việc này 100% không bao giờ có. Bạn có quyền tín ngưỡng của cá nhân bạn. Bạn thấy việc đó bạn làm là đúng, là tốt, bạn có lợi ích. Bạn đi đến nơi nào học tập không có lợi ích, bạn có quyền học tập cái khác. Đó là cái quyền tự do của bạn, không có ai bắt buộc bạn hết. Nhớ kỹ. Nên có một câu như Đức ghi nè: có quyền tín ngưỡng, không có quyền chối buộc. Người ta có quyền học Phật giáo và người ta có quyền học bất cứ một cái tôn giáo nào. Đó là cái quyền quyết định của bạn. Không có một tôn giáo Phật giáo nào chối buộc. Nếu như bạn bị chối buộc khi học tập, đó là do tại bạn. Hoặc là pháp không hù dọa người mà nhân quả mới xác thực. Nhớ kỹ. Nghĩa là Phật pháp sẽ không bao giờ hù dọa bạn, hay bất cứ một tôn giáo nào, một vị giáo chủ nào hù dọa bạn. Nhưng mà nhân quả cực kỳ xác thực. Chỉ có con người muốn có sự lôi kéo mới hù dọa bạn. Mà bạn là người không thông hiểu định lực nhân quả, bạn mới bị trong cái hù dọa đó làm cho bạn sợ hãi. Bạn hãy tự xem lại lương tâm bạn đang sống như thế nào, đang làm việc gì, bạn làm thiện hay làm ác. Nếu như bạn làm thiện thì tâm trạng của bạn cực kỳ an lạc và tự tại, dù người ta có nói bạn ác. Còn nếu như bạn làm ác thì tự tòa án lương tâm bạn sẽ phán xét bạn. Đúng quý vị. Cái tòa án lương tâm chúng ta là phán xét chúng ta xác thực nhất. Thí dụ như giờ quý vị đi đến chùa Hộ Pháp, quý vị không đi đến đây nữa, những Đức nói quý vị không đi đến đây sẽ bị trừng phạt, quý vị sẽ bị này bị kia. Đó là lời nói những Đức nói sai lầm, nó không đúng. Đúng không? Tại vì đạo pháp câu thông, chúng ta có quyền học tập. Đó là cái chuyện cá nhân của quý vị. Chỉ có trong một cái tổ chức, một gia đình là chúng ta nhắc nhau về quy tắc của cuộc sống trong một gia đình hay trong một đoàn thể. Ngoài tổ chức, ngoài gia đình chúng ta không có quyền đó. Không có quyền chối buộc người khác. Để cho người khác tự lãnh nhận, tự nhận thức, tự chọn lựa. Nên chúng ta phải cần có góc độ sáng suốt. Nên chúng ta đi đến chùa mà nghe giáo dục, nghe chia sẻ Phật pháp là một phương pháp sống cho nó đặc biệt. Nên những câu mà những Đức nói thường nói với vị nghe là con người phải cần sống cởi mở tâm tư và phải cần sống vui vẻ. Đây là một lối sống đặc biệt hướng đến một tương lai sáng lạng. Một người này gia đình giàu sang, tiền bạc danh tiếng lẫy lừng luôn, mà sống những ngày tháng âu lo buồn phiền. Đây không phải là một tương lai sáng lạng mà con người hiểu biết chọn. Dù là bạn sống đơn giản nhưng bạn sống rất là bình an, sống bình dị nhưng bạn sống rất là vui vẻ. Bạn không bị những sự danh lợi trong cuộc đời chối buộc. Đây mới là một lối sống hướng thượng, một con người hướng đến một tương lai thật sự sáng lạng. Nhớ. Nên có những người, những tôn giáo nào khi đi đến Phật giáo học tập, người ta nói rằng là bị trừng phạt, hoặc là người ta gầy la quở trách. Việc đó là việc của cá nhân của họ. Không có một vị thần, vị thánh nào đi trừng phạt quý vị những điều đó. Quý vị càng học tốt, họ càng mừng cho quý vị. Quý vị học xấu thì họ tội nghiệp quý vị. Đúng không?
Đức Thích Ca Mâu Ni cả đời của Ngài chưa bao giờ xỏ mũi người khác để kéo đi, mà tự người ta thấy việc dạy của Ngài có lợi ích, người ta đi theo. Thì coi, dưới cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, bao nhiêu vị trí thức hướng đến, thời gian đi qua rất lâu, dẫn rất nhiều người trí thức học tập. Còn bản thân những đức trình độ gì đâu, cũng bao nhiêu người theo học. Đó là sự gì? Xác thực. Xác thực. Kết quả. Bây giờ bạn có bằng cấp hay không có bằng cấp, cái chuyện đó không có quan trọng quá. Cái quan trọng quá đó là gì? Bạn đưa ra một phương hướng, người ta có làm được không? Người ta có lợi ích hay không? Người ta có niềm vui không? Đây là cái kết luận của sự giáo hóa của bạn, đúng không? Chẳng là xác thực. Ví dụ như bạn đưa ra một cái sản phẩm làm đẹp, cái đặc biệt quan trọng là cái sản phẩm này có làm được cho người ta đẹp hay không, hoặc là đẹp được thời gian bao lâu. Ví dụ như nó làm đẹp được thời gian rồi nó nát mặt mày hết trơn, thì một thời gian bạn sẽ bị ế sản phẩm này thôi, đúng không? Còn bạn đưa ra một sản phẩm, bạn phải tính cho nó có thời gian, nó được đẹp từ từ mà nó càng ngày nó càng đẹp, nhưng mà nó đi chậm chậm. Thời gian người ta đồn ra sản phẩm nó được lắm, xài nó không bị tác dụng phụ, không bị ngứa da, không bị da mặt có bị dị ứng này nọ. Người ta đồn ra thì sản phẩm của bạn tức khắc được người ta ưa chuộng. Đúng quý vị. Còn bây giờ bạn không tính kỹ, bạn đưa ra một sản phẩm nó tái tạo da làm đẹp mau vô cùng, nhưng mà thời gian ngắn thôi là làn da người ta bị hư hoại. Thì người ta đồn nói sản phẩm nó tuy là mới xài rất đẹp, nhưng một thời gian rất ngắn sẽ có tác dụng phụ cực kỳ lớn, thì tức khắc sản phẩm của bạn sẽ bị lội ra khỏi công chúng, không ai tiếp nhận. Đúng quý vị, đây là xác thực thôi. Thời gian quý vị biết những đức cả chục năm nay, cái sản phẩm mà những đức đưa cho quý vị càng ngày nó càng đông người tiếp nhận, là chứng tỏ cái này lợi ích quý vị. Và quý vị phải nhớ rằng ngôi chùa chúng ta chỉ có tổ chức cho quý vị tu và hướng dẫn quý vị tu, chưa bao giờ những đức dùng con người ở đây để làm việc cho ngôi Tam Bảo ở đây, mà những đức chỉ có là sắp xếp cho người ở trong chùa chúng ta phục vụ quý vị, đúng không? Và mỗi một chương trình dù khóa lễ đông cỡ nào cũng đa phần là người trong chùa chúng ta làm, người trong chùa chúng ta tổ chức. Nhưng đức đều lấy cái người phát tâm vô chùa ở để mà phục vụ chúng sanh. Và mỗi một chương trình khóa tu mùa hè này kia, không có cái chuyện các cháu vô chùa hay làm những cái việc trong ngôi Tam Bảo, mà các cháu được có những thời gian để được đi đến chùa trong khoảng thời gian nghỉ hè, được ở trong ngôi Tam Bảo. Đây là xác thực 100% luôn. Nên cái lượng người này đi đến đây, đa phần quý vị có được thời gian thứ bảy chủ nhật để quý vị đi về chùa để lắng động tâm tư. Có những cái quý vị cởi mở ra, và có những cái chút bỏ ra, quỳ trước Phật Bồ Tát, tâm sự với Phật Bồ Tát chắc ăn hơn tâm sự với con người. Quý vị có những việc buồn phiền gì, quý vị hãy tâm sự với Phật Bồ Tát, hãy chút bỏ ra đi. Tâm sự với con người, có khi con người sẽ đem những việc đó phê phán, hoặc nói đầu này, nói đầu kia, nói đầu nọ. Bạn hãy tâm sự với Phật Bồ Tát, bạn hãy chút bỏ ra hết đi. Bạn âm thầm, bạn ngồi nói chuyện với Phật Bồ Tát, hoặc quỳ vậy đó, tùy bạn. Thật sự mà nói, sự tín ngưỡng nó có cái lợi ích. Vì con người ta có những lúc, người ta sẽ không biết mình sẽ chút bỏ nơi nào, hoặc nói cho ai nghe, hoặc ai là người hiểu tôi. Thì bạn hãy đem những điều đó bạn gỡ gắm với Phật Bồ Tát, rồi tự tâm tư của bạn hãy suy nghĩ rằng những việc này ta phải giải quyết như thế nào. Nói không đúng người có khi còn có tác dụng phụ thêm nữa, làm gì đụng ai cũng nói chứ thì có được lợi ích gì đâu. Ví dụ như mình phá thai bao nhiêu lần, nói làm gì? Chúng ta chỉ nói với đúng người để nhắc nhở dạy mình. Chúng ta lấy chồng người khác cũng nói làm gì?
những việc đó là vĩ vãng, chúng ta cho nó qua phức cho rồi. Thí dụ như trong cuộc đời quý vị lỡ làm điều gì sai không phải với chồng với vợ, quý vị bây giờ nghe đạo rồi, vì hãy gói gọn việc đó lại, vứt nó ra sau lưng đi, rồi từ hôm nay quý vị lập trường lại đi, đó là sám hối đó. Nó xác thật không? Bây giờ quý vị nói quý vị sám hối với chồng với vợ, họ là kẻ phàm phu, họ có rộng tâm để tha thứ cho quý vị hay không? Hay là sống với nhau nó sẽ có một cái dấu ấn gì không đẹp, sẽ làm nhau đau khổ thêm, dằn vặt nhau thêm. Vui thì thôi, mà buồn cái dằn vặt nhau, chửi bới nhau. Thà tốt nhất quý vị đừng nên nói những việc đó. Ta nói sám là nói ra, mà bây giờ chúng ta sám đừng nói ra, hối là ngừng lại, chửi có ngừng lại mới đúng rồi. Đúng không? Quý vị niệm câu Phật hiệu là nói ra đấy quý vị. Và niệm câu Phật hiệu để giúp tâm mình giác ngộ là ngừng lại, là đúng, đừng có nói ra với họ. Cũng đừng nên lên cái việc gì, nhiệm màu gì, nói những điều đó. Nếu như quý vị nói ra sự lợi ích thì được. Nói ra những cái việc mà lúc trước chúng ta tạo sai lầm này kia, nhưng mà nếu quý vị mà không hành trì tiếp tục là có tác dụng phụ rất là lớn. Cái sự tán thán của công chúng nó cũng không đơn giản đâu quý vị. Nếu như sự tán thán của công chúng mà quý vị không đủ phước duyên, thì giống như một cái cây mà cái gốc yếu, mà cành lá nó phủ rộng, thì cái cây này cũng ngã. Chúng ta thà cành lá nó thấp thấp, cục cục thôi, nhưng mà cái gốc của nó lại chắc chắn, thì nó ra từ từ, cũng không đến nỗi bị ngã cây. Có nhiều con người muốn phát duyên rộng nhưng phước thì kém, nên họ ngã sớm trong cuộc đời này. Nhớ kỹ những điều này. Thời gian chúng ta học tập, thời gian gần cả chục năm nay, chúng ta vẫn duy trì cái chuyện niệm Phật, duy trì cái chuyện nuôi người già, và chúng ta hướng dẫn người là chánh tín. Chúng ta không có đưa đẩy người vào cái chuyện mê tín. Quý vị biết rằng mỗi món quà Đức tặng quý vị đều là một tấm lòng đem tịnh độ giới thiệu. Quý vị coi một món quà gì như Đức tặng quý vị, nhưng Đức cũng đều nói cái câu: khi quý vị thấy món quà đó, hãy nhớ niệm Phật. Đúng không? Nhưng Đức đều nói câu đó mà. Tại vì Đức là người đem tịnh độ giới thiệu cả một cái quà tặng quý vị. Những Đức cũng là nhắc nhở cho những dòng chữ trong đây cực kỳ quan trọng. Cái quà này không có quan trọng, những dòng chữ trong đây mới quan trọng. Hãy nhớ kỹ. Rồi những Đức chụp những mô hình mà cười đó là quan trọng để nhắc quý vị cười đó. Đúng không? Mỗi lần quý vị buồn phiền, quý vị nhìn những Đức quý vị cười theo, bị làm cái nền đó đó quý vị. Thí dụ như bây giờ những Đức là người khuyên quý vị niệm Phật từ xưa tới giờ, viết rồi quý vị nghe cái tên những Đức thôi quý vị phải niệm A Di Đà Phật. Nghe cái tên những Đức là quý vị biết ông thầy này khuyên niệm Phật không à. Nên nghe cái tên này mình phải nhớ mình niệm Phật, tại vì ổng khuyên mình niệm Phật. Phải nhớ kỹ điều này. Hồi xưa có một vị thầy in kinh Vô Lượng Thọ rất là nhiều. Vị thầy này ra miền ngoài, ra Hà Nội, thì người ta gặp vị thầy này, người ta xưng rằng vị thầy Vô Lượng Thọ. Thì ông nói rằng: tôi không phải Vô Lượng Thọ đâu. Còn bây giờ những Đức khuyên vị niệm Phật không? Nghe đến tên những Đức tự vị biết ông thầy này khuyên niệm Phật, mình phải niệm Phật. Đúng không? Dùng đa dạng phương tiện để tạo nhân duyên, để dẫn dắt người ta niệm Phật. Vì pháp môn tịnh độ không thể nào dùng một chút xíu nhân duyên phước báo mà tin pháp này. Nên tạo bao nhiêu nhân duyên, tặng cái khăn cũng là kết duyên quý vị đó. Có giỡn đâu, thấy không? Một cái khăn cũng là kết duyên để dẫn dắt quý vị niệm Phật đó. Chứ giờ quý vị mua bao nhiêu cái khăn mà không được. Nhưng mà có khi bao nhiêu cái khăn quý vị mà nó không có dấu ấn đặc biệt, nhưng mà một cái khăn như Đức tặng quý vị nó lại có dấu ấn đặc biệt. Bây giờ cái người mà hiểu một chút xíu, quý vị dám đem cái khăn này bị đạp dưới chân không? Không dám đâu quý vị. Cái khăn bình thường đi mua ngoài chợ khi bị dặm đạp hoặc là bị luyện luyện thí đại nha. Còn cái khăn này mà người hiểu biết người ta không dám á.
Một là của Tam Bảo tặng, hai là thầy không tặng mình, sao dám giảm đạo cái khăn này? Đúng quý vị, cái khăn này sau này nó cũ gì cũ chứ người ta không dám lấy lau nhà đó. Nhưng mà cái khăn bình thường người ta dám lấy lau nhà đó quý vị, khi nó cũ người ta chỉ dùng làm đồ rẻ để lau nhà. Quý vị thấy không, một cái món quà, cái giá trị về đồng tiền thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà cái giá trị về tinh thần nó lại vô cùng lớn. Nó từ cái giá trị tinh thần đó đó mà nó làm ra, nó có một cái gì đó đặc biệt nằm ở trong của cái tinh thần đó đó quý vị. Đúng không? Nói điều này nó không có một chút gì gọi là chúng ta mê tín cả nghe quý vị. Quý vị phải nhớ rằng trong cuộc đời quý vị đã từng nhận những món quà mà cả cuộc đời phải giữ. Có mà, có những món đồ nó đâu có giá trị vì tiền bạc đâu mà cả cuộc đời phải giữ, cắt lâu lâu đem ra nhìn cái. Có mà quý vị. Mà đòi hỏi cái nhân vật tặng đó là ai trong cuộc đời quý vị? Thấy không? À, đó. Nhân vật đó là ai trong cuộc đời quý vị mà quý vị đã nhận món quà đó? Nên từ đó quý vị càng quý trọng một người đó thì mỗi món quà người ta tặng cho quý vị sẽ rất là quý món quà đó. Rất là quý. Rồi khi rất là quý như vậy thì xung quanh của quý vị là những món quà người đó tặng. Tức khắc trong mọi hoàn cảnh nào quý vị nhìn đồ đó là quý vị sẽ nhớ người đó dạy quý vị cái gì. Đó là sự gia trì đó quý vị. Nhớ nghe, đó là sự gia trì đó. Mà nó sanh ra phước duyên. Mà nếu người đó duyên phước quá lớn thì nó có cái cảm ứng. Cái cảm ứng là gì? Lời dạy của người đó. Nên cái khi dùng món quà người đó là tự nhiên nó sanh duyên câu thông với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát gia hộ quý vị là như vậy. Chứ sao? Những đức đi lên chánh điện chia sẻ Phật Pháp lúc nào cũng quay mặt về Phật, chỉ đúng cầu nguyện một câu. Cầu nguyện đúng một câu gì? Cầu nguyện đúng một câu là cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con giảng dạy đúng lời dạy Phật Bồ Tát. Đúng một câu này thôi, không cầu gì nữa cả. Đúng không? Vậy thì Phật Bồ Tát rất là từ bi. Có người này dùng đa dạng phương tiện để cho chúng sanh được lợi ích. Như vậy thì khi duyên của quý vị trong những cái nhân duyên này nè, được tặng một món quà gì đó, là đến lúc duyên đến Phật Bồ Tát sẽ tự thể hiện có cái cách của các ngài để hóa độ quý vị. Đó. Sự hóa độ đó nó không phải là không có gì để thấy, mà cho quý vị câu thông với cái người hiện tại để người hiện tại giảng dạy cho quý vị nghe. Đó. Nên người hiện tại họ là một kẻ phàm phu bình thường thôi, nhưng mà họ lại lấy lời dạy của Phật Bồ Tát để dạy chúng ta được lợi ích. Nên từ đó Phật Bồ Tát phải giúp đỡ họ, phải dùng mọi phương tiện để dẫn dắt chúng sanh đến với họ để họ giúp đỡ chúng sanh. Đúng không? Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã nhập Niết Bàn rồi, đệ tử đâu cũng nhập Niết Bàn hết rồi. Bây giờ thì không thể nào gọi là tự nhiên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thị hiện ngài ngồi đây được, hay ngài đứng, hay ngài bay, hay dùng thần thông được. Việc đó sẽ làm cho con người ta sẽ dẫm đạp với nhau, trở thành giống như là mê tín. Nhưng mà cái giáo pháp của Phật phải nhờ những người đệ tử sau này để truyền tải, và các ngài theo cái nguyện hộ trì giúp đỡ để giúp chúng sanh. Nên quý vị học đạo phải nhớ điều này. Bằng cấp hay không bằng cấp, việc này chưa quá quan trọng. Cái bằng cấp thế gian không nói được gì với cái chuyện giáo pháp của Đức Phật. Quý vị coi, đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn quá đông, trong khi Lục Tổ Huệ Năng không biết một chữ mà lại được truyền y bát. Trong thời của Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là người xuất gia tu hành thành Phật thì cũng có cư sĩ Ri Ma, cũng là một vị Phật làm cư sĩ. Khi đệ tử của Đức Phật
mà gặp Đức Phật là đi nhiễu ba vòng để kính lễ. Thì gặp cư sĩ Rima cũng là đi vòng ba vòng để kính lễ, giống như Phật. Thấy không? Nên con người có thể ở trong giáo pháp của Phật mà chịu nghe, chịu lắng nghe, nó không có đơn giản. Con người ta là thường bị dội vàng, nên ở trong cái lợi ích vắng là không được lợi ích. Dội vàng. Quý vị coi, nếu con người chúng ta có góc độ, sẽ tự nhiên sẽ bình tĩnh ngồi nhận thức. Con người này trình độ gì? Bao nhiêu con người đang ngồi đây, mình chưa chắc hơn họ. Họ vẫn ngồi nghe con người này, thật sự mà nói, nó rất đơn giản bình dị. Tại sao người ta lại nghe con người này? Đúng không? Tại sao nghe con người này? Họ phải có một cái gì cực kỳ xác thực và gần gũi để thu nhiếp người ta. Quý vị không có cửa làm việc với những đức đâu. Cái đầu nhà Đức làm việc từ đầu óc cho đến bản thân nhà Đức làm, chứ không phải chỉ có đầu óc không. Quý vị không có thể nào làm bằng nhà Đức được. Khi từ sáng từ 2 giờ mấy nhà Đức đã làm việc luôn tới tối 10 giờ. Từ tính toán tất cả các việc của mấy ngàn người trong chùa ở và làm luôn việc. Như buổi sáng nhà Đức xuống nhà bếp nấu ăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, nhà Đức nấu ăn cho gần 2.000 người ăn. Đồ ăn, đồ uống, rau rác, rửa rác, chuẩn bị, không ai có đụng vô gì. Khi những đức xuống rồi, những đức ngồi chơi chơi vậy thôi. Rồi xong những đức nhìn từ món đồ ăn, xong cái gì làm, những đức sắp xếp sẵn trong đầu những đức. Rồi những đức kêu mồi lửa đi, là những đức cứ từ làm. Nhiều người cứ lo sợ, thời gian quá ngắn như vậy, thầy nấu như vậy có kịp cho người ta ăn hay không? Nhưng mà những đức nấu trước thời gian 40 phút. Làm rất từ từ mà làm rất là nhanh. Cái quy trình làm việc những đức nó theo quy trình làm việc rất là rõ ràng, nó không có chạy lung tung gì hết. Cái quy trình làm việc rõ ràng, người này là đứng xào, người này là đứng kho, người này làm cái gì bắt cái gì, bắt cái gì lên. 5-6 cái lò, những đức là người đứng nêm nếm quan sát, rồi múc ra, truyền tải thời gian làm. Chưa được tiếng đồng hồ xong đồ ăn hết chưa? Không. Rồi xong chạy về cạo đầu, tắm đồ này kia, thay đồ, đi qua ăn cơm, thì thấy những đức trở lại bình thường như sáng qua làm gì. Chứ không phải làm xong rồi nhìn thấy bèo nhèo rồi, mệt mỏi, đồ đạc dơ giấy, không soạn được bản thân cái gì. Nên từ nó nói vị thấy không? Cái đầu óc bình tĩnh làm việc, thời gian ít nhất mà lại chạy việc. Nên những đức nói quý vị, niệm Phật an tâm, thì bản thân những đức làm cho quý vị thấy đó, tu tập cũng được, niệm Phật trong mọi lúc được, làm việc được, sắp xếp việc được. Quý vị coi, một ông thầy hướng dẫn đơn giản, tại sao nhiều người đi theo nghe? Do cái hành động làm ông thầy này ông hơn họ nhiều quá, nó thu nhiếp họ, đúng không quý vị? Nhớ kỹ chỗ này. Bây giờ quý vị coi, dù quý vị bao nhiêu bằng cấp, nhưng mà cái bằng cấp này của quý vị có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng mà quý vị không thể nào xác thực vào cái công việc. Nhưng con người chúng ta là phải xác thực trong công việc, cơm ăn áo bận, cuộc sống hàng ngày, mà có thể giữ duy trì được tâm bình an. Đây là cái đặc biệt của giáo pháp, vô cùng gần gũi với con người ta. Phải không quý vị? Xác thực. Nên nhiều con người có đi tìm sự cao xa. Thí dụ như ngày xưa khi mùa dịch bệnh, thì thấy bao nhiêu con người quý vị nghe Phật Pháp, bao nhiêu con người quý vị gặp, bao nhiêu người quý vị nghe Pháp. Cuối cùng cái mùa dịch bệnh, quý vị có lấy những cái vấn đề đó để giải quyết cho mùa dịch không? Những đức ở đây, số lượng lúc đó các điểm chùa chúng ta giá chót gì cũng 1.500 người ở trong chùa cái thời mùa dịch. 1.500 người trong mùa dịch, người ta vẫn sống mỗi vị trí rất ổn định, bình thường, không có một người nào đem đi cách ly ở đâu hết chứ. Còn quý vị gia đình có 1-2 người, quý vị còn bị đem đi cách ly.
chia rẽ gia đình quý vị ra. Còn người ta đông như vậy mà người ta sống bình yên bình thường, không có trở ngại gì cả. Cả cái mùa dịch như vậy mà có những người đi về chùa tu những đức chẳng mở cửa cho quý vị vô mà. Đây là 100% luôn, quý vị được vô chùa ở mà. Đến là những đức sẽ mở cửa cho quý vị vô. Và con người sống ở đây rất bình thường. Có bệnh không? Có sợ không? Rất bình thường, lo cho họ không có gì sợ cả. Đem cái giáo pháp của Phật để xác thực trong sự bất an của con người mà mình được an tâm và đến với nhau bằng tình thương mến thương. Quý vị coi nó cực kỳ là đặc biệt. Nó không có chia rẽ tình thương con người ra. Tình thương con người chỉ có lúc bình an, còn lúc bất an lại chia rẽ ra. Quý vị thấy nó có đặc biệt không? Ngồi suy nghĩ đi. Những điều này quý vị nghe quý vị không chịu nhận thức. Con người ta quý vị biết rằng thường bị giỏi vàng cái gì? Muốn bẻ trái ăn không mà không chịu tạo nhang. Đi đến chùa có khi ngồi nghe pháp chưa nóng cái mông là giọt rồi. Không biết gì cả. Cuộc đời của những đức mười mấy năm trên thành phố có suy nghĩ nát óc không được cái gì. Khi đi vào ngôi Tam Bảo, người ta nói tại vì ông đi tu, ông được nhiều người cúng dường ông, rồi ông làm việc được thoải mái. Cũng người ta cúng không, quý vị ngon đi tu đi cho người ta cúng. Đúng không? Thử đi. Rồi quý vị lên đây ngồi nói chuyện để cho người ta nghe. Có nhiều người nói như nè, ông nói hay quá, ông làm hay không? Ông làm bằng tôi không? Mạnh dạn một câu. Ông có giỏi cỡ nào giỏi, ông lo cho một con vợ ông và mấy đứa con ông? Tôi lo cho 1000 con vợ luôn chứ đừng nói. Đừng nói một con vợ. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Trong một gia đình quý vị, một hai người, gia đình nhân đức gần 2000 người. Đây là xác thực 100%. Trên thì hòa thượng xây chùa, kế là hoàn toàn con người là những đức lo hết, từ A tới Z lo hết luôn, phải không? Đó. Làm thì cũng không bằng, nói cũng không bằng, suy nghĩ cũng không bằng, phước duyên cũng không bằng. Bạn chỉ có tâm phục khẩu phục thôi, không cần nói gì nữa. Thật sự 100%, đúng không quý vị? Mà con người này ngày xưa ngoài đời là con người gì? Con người không ra gì cả. Tôi đều nói thẳng điều này mà. Ăn nhậu bê tha, say xỉn. Chó vượt tôi mà tôi còn vượt chó mà. 100% quý vị ngày xưa như Đức trên thành phố, như Đức nhậu xong như Đức ói ngay chăn cái bùng binh á, mà Nguyễn Văn Cừ với mấy đoạn đường đó. Quý vị biết rằng như Đức ói như Đức nằm ngay chăn cái bùng binh đó, chó chạy là liếm 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 như Đức nè. Mà chó mà thường nó sợ là đuôi nó vảnh ra nó chạy. Con chó khác chạy là nhà Đức nói nè, tao vừa ăn thịt hết con rồi đó. Tóc chạy. Có người kinh khủng như vậy, hư hỏng như vậy, ăn nhậu lầy lụa vô cùng. Vậy mà hôm nay nói cho bao nhiêu con người nghe, đây bạn mới thấy cái giáo pháp của Phật cực kỳ đặc biệt. Quá đặc biệt, quý vị công nhận không? Như thời Đức Phật còn tại thế, ông vô não, ông giết bao nhiêu con người. Vậy mà khi Đức Phật hóa độ ông thì ông trở thành một vị tăng thuyết pháp rất là hay. Vậy mà nhà vua đi tìm bắt ông, thì đi đến tăng đoàn của Đức Phật, bước vào thấy vị tăng hảo tướng giảng pháp rất là hay. Thì vị vua này vào đảnh lễ Phật, nói rằng phía trước có một vị tăng nhìn hảo tướng đẹp, giảng pháp quá hay, nhìn dễ thương vô cùng. Thì nhà vua nói rằng là đang đi tìm vô não để bắt ổng. Thì Đức Phật nói rằng nếu như vô não bây giờ mà đi xuất gia đi tu trở thành vị tăng như vậy thì nhà vua giải quyết làm sao? Nếu mà vô não mà bây giờ trở thành người tăng như vậy thì cả đời của tôi sẽ hộ chi cho vô não tu. Thì Đức Phật nói rằng đó là vô não đó, quay đầu hướng thiện bây giờ trở thành một vị tăng như vậy đó. Quý vị coi,
Cái giáo pháp của Phật đặc biệt như vậy. Bạn thì quá dội vàng đó. Nghe pháp thì nghe mấy câu mà muốn giải quyết vấn đề khổ đau. Có nhiều người gặp Như Đức nói như này: thầy thầy, thầy chỉ cho cách nào để giải quyết vấn đề khổ đau. Như Đức nói: tôi không biết cách gì để chỉ. Tại vì sao nói câu đó vì biết không? Không có ông thầy dạy nào mà nghe người đệ tử nói câu đó mà có thể dạy được hết. Đâu có thể nào mà cái gì cũng tự vẽ trái ăn mà không chồng quý vị. Chúng ta cái gì cũng có thời gian chứ. Bạn dội vàng quá là thua rồi, đúng không? Quá dội vàng. Bây giờ quý vị coi trồng lúa còn chịu 3 tháng mà chúng ta chăm bón, gặt hái một cái thôi là xong cái chuyện 3 tháng. Quý vị trồng cái cây nào thời gian lâu nhất thì sẽ ăn lâu nhất. Còn trồng cái cây nào mà mau ăn nhất thì quý vị sẽ ăn qua một lần là xong. Vậy thì bạn gấp gáp đến mức mà chưa được 3 tháng, bạn lấy đâu mà bạn được lợi ích? Nên Như Đức nói với quý vị nghe chứ, cái dàn Phật tử mà nói đi hành hương, đi thập tự trong giáo pháp của Phật thì dàn Phật tử này không có gì lợi ích cả. Mạnh dạn nói một câu, bạn giống như thời tiết nóng, như bạn cầm cái quạt, bạn quạt một cái cho đỡ nóng thôi, chứ bạn không có cảm giác gì của nội tâm bạn mà được thông suốt. Bạn muốn ở trong cái giáo pháp của Phật mà được lợi ích, bạn hãy chân thật kiên nhẫn có mục tiêu tu học là bạn sẽ được lợi ích. Bây giờ Như Đức nói cho quý vị nghe, mười mấy năm trong cuộc đời Như Đức học Phật, nếu như Như Đức không kiên nhẫn mười mấy năm, làm gì Như Đức có ngày hôm nay? Làm gì có ngày hôm nay? Nếu như mười mấy năm nay Như Đức không học Phật thì mười mấy năm nay cũng vẫn là con men rượu, cái con người ma men nhậu nhẹt không có ý nghĩa gì. Ma men mà cũng là ma dâm dục, ma du côn, nhiều loại ma xâm nhập. Bạn không dành ra thời gian 5-10 năm thì bạn làm sao thay đổi cuộc đời của bạn? Nhiều con người chúng ta từ khi còn trẻ cho tới già chết xuống lỗ, chưa biết được cuộc đời mình tại sao chết mà đi đọa lạc. Như vậy mà trong giờ thời gian 5-10 năm, tại sao bạn không dám bỏ ra con số này để giải quyết cuộc đời của bạn? Đúng không? Quá dội vàng mà quý vị. Nên những Đức nói, một số lượng con người mà đông như vậy mỗi tuần chủ nhật, nó không phải là một cái việc mà ti tiện mà đi đến đây ngồi đâu quý vị ơi. Không phải đâu. Nó phải có một cái cảm nhận gì kìa, đặc biệt lắm. Mà tùy vào cái con người học tập quý vị. Quý vị có cảm nhận bao nhiêu phần trăm thì quý vị được lợi ích bao nhiêu. Nhưng mà làm sao học Phật á, mà đem cái giáo pháp quý vị học được, vì áp dụng trong cái cuộc đời quý vị, áp dụng trong cái cuộc đời quý vị. Vì nhớ nè, trong cái cuộc đời này quý vị thay đổi bạn thì quý vị cuối cùng không có bạn. Vì thay đổi pháp tu giết vị không tu biết tu cái gì. Vì thay đổi món ăn giết để vị không biết ăn cái gì. Thay đổi đồ giết vị cũng không biết bận đồ gì. Thật sự luôn á, thay đổi giết là hoàn toàn bạn sẽ mất phương hướng. Nên á, chọn mục tiêu chơi cứ giữ lâu dài rồi nó tiếp tục phát triển mục tiêu thì giết từ từ bạn có nhiều bạn đặc biệt. Đừng nên thay đổi bạn. Vậy thôi, thay đổi bạn giết rồi bạn chơi với bạn nào đây? Bữa nay chơi với người này, ngày mai chơi với người kia, giết cái người chơi với bạn người ta cũng sợ các bạn. Tại vì sao? Bạn dễ thay đổi bạn. Nên chúng ta có một nhóm người cùng chơi chung và duy trì cái nhóm người đó. Lâu lâu có ai vào chơi chung thì thêm, lâu lâu có người vô chung thì thêm. Như vậy thì giết chúng ta có một nhóm bạn rất đông cùng chí hướng. Cùng chí hướng chứ làm sao? Còn nếu như trong cuộc đời mình không có ai cùng chí hướng với mình thì ta vẫn duy trì phương hướng của ta. Đâu có gì đâu quan trọng quá quý vị. Đúng không?
Nên đạo pháp rất là hay, cho bạn được sự an lạc của nội tâm. Mà sự an lạc của nội tâm là chỗ quan trọng nhất. Bạn trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ, bạn đều có sự vui vẻ. Bây giờ con người ta đi tìm niềm vui của cái bên ngoài, nên con người ta cứ lang thang như kẻ cùng tử, như con khỉ nhảy đầu này nhảy đầu kia, cuối cùng nhảy xuống sông. Nên bạn nhảy dữ quá mà sao chịu nổi, hiểu không? Nên chậm lại. Tuổi trẻ háo thắng, nhảy tứ tung lang tang. Càng ngày càng lớn lên thì chúng ta hãy bình tĩnh lại, chọn một góc độ mà học tập mới có cái thành công. Còn nếu như bạn không chọn mục tiêu học tập, bạn cả đời nhảy hoài sao nhảy nổi? Càng ngày bạn lớn tuổi làm sao bạn nhảy nổi đây? Ngồi còn ngồi chưa nổi mà kêu nhảy. Bạn càng ngày càng già, bạn ngồi ngồi còn muốn không nổi kìa, lấy sức đâu nhảy. Nếu như cái người cực kỳ khôn ngoan, lúc còn trẻ chúng ta đừng có nhảy nhót lung tung. Hãy lấy cái tuổi trẻ mà an định một chỗ. Đến khi lớn tuổi lên một chút là sức an định mới bị đạt hơn cái người già. An định của bạn đạt hơn người già, hiểu không? Nó nên còn người trẻ mà nhảy lung tung, quý vị sẽ mất phương hướng đó. Mà mất phương hướng quý vị quay lại khó lắm. Những đức đi tu là nhờ phương hướng những đức nó quá chuẩn, nó có ngày hôm nay. Thật sự quý vị biết, người ta cũng làm chương trình này chương trình kia, lễ hội hoặc là lễ xã hội này kia đâu. Tới những đức là thành lễ giáo dục. Cũng là cái danh từ là giống, nhưng nội dung những đức làm là những đức tính ra nội dung của nó làm sao phù hợp với con người thời đại. Thì xác thật không? Như vậy coi cái khóa tu của chùa mình, ai dạy những đức? Nó thật sự mà nói cái khóa tu của chùa mình á, là những đức điều chỉnh từ từ, nhưng cái nền ban đầu là những đức đi đến chùa những đức gặp được. Nhưng mà trong cái nội dung làm những đức chuyển hóa từ từ, mà chuyển hóa nó rất phong phú. Càng chuyển hóa thì nó càng hay. Thật sự càng chuyển càng hay luôn. Vì nhìn cái hội chúng tôi là vì biết nó hay rồi. Nhìn hội chúng là thấy hay rồi. Nó hay là gì? Nó hay là một năm như một ngày vậy đó. Nó đều rang à. Chứ nó không phải là lâu lâu một chương trình gì. Này đều rang à quý vị. Mà những gương mặt quen này nếu không lỡ ít sao lỡ đấy. Đúng không? Họ phải lỡ ít. Những đức nói, chúng ta chỉ cần gặp cái ngôi chùa chuyên tu tịnh độ. Đi đến cái ngôi chùa chuyên tu tịnh độ, nghe những điều đơn giản để áp dụng trong cuộc đời quý vị. Chừng 3-4 năm sau, chính bản thân quý vị và gia đạo quý vị sẽ có sự chuyển hóa cực kỳ đặc biệt. Chắc chắn quý vị luôn. Không phải là nhất thiết quý vị đi đến chùa vì cúng dường bao nhiêu tiền hay bị làm cái gì cho chùa hết. Mà nhà Đức mong quý vị đi đến chùa là quý vị chút bỏ những cái sự u uất trong cõi lòng, cái sự buồn phiền xả ra đi. Mình tu học viết á, bản thân những đức á, cũng như là một cái thùng rác vậy. Người ta có thể thể luyện bao nhiêu loại rác vào cái thùng này, nhưng cái thùng này có khả năng để mà gọi là phân tách rác ra. Rác cũng có thể làm ra chuyện được. Có những loại rác thì làm phân, có những loại bọc nhựa thì tái tạo lại, có những loại này loại kia thì bán đồ chai đồ mũ. Rác cũng có thể làm ra chuyện nếu như quý vị là một cái thùng đặc biệt biết phân tách, đúng quý vị? Còn nếu như những đức càng học Phật, những đức càng học Phật mà những đức đều bị tác động cái phiền não, quý vị đem phiền não đưa những đức đều bị phiền não,
Như Đức đều bị ô nhiễm phiền não. Vì thì sự học Phật của Như Đức hoàn toàn thất bại. Ngày xưa Như Đức chưa học Phật, Như Đức sân si phiền não, khó khăn vô cùng. Càng học Phật thì những đức trở thành một cái thùng rác, tái tạo rác, phân tách rác luôn. Cực kỳ xác thực, không có gì cao siêu hết quý vị. Vì mình có gì đâu cao siêu. Người ta bằng này, bằng kia, bằng nọ, người ta còn nói nghiên cứu này, nghiên cứu nọ. Mình nghiên giết rồi mình cứu mình luôn. Không phải đơn giản nha quý vị. Nên mới nói rằng cái giáo pháp của Phật, nếu như quý vị muốn học thì vì học tất cả giáo pháp của Phật. Còn nếu như nói hành trì được một đời giải thoát thì một câu Phật hiệu cũng quá đủ rồi. Đúng không? Câu Phật hiệu cũng quá đủ rồi quý vị. Nên sự an lạc của Phật pháp nó không phải để dành cho người trí thức trình độ cao gì đâu, mà nó dành cho tất cả con người tiếp nhận Phật pháp. Và quý vị đi đến đạo Phật, học Phật, đi quỳ trước Phật, sau này quý vị không học Phật nữa, Phật không bao giờ trừng phạt quý vị. Không bao giờ trừng phạt quý vị và cũng không bao giờ lôi kéo quý vị. Quý vị có học hay không học đó là chuyện của quý vị. Nhớ kỹ nha. Quý vị đi đến chùa này, quý vị nhận thức được nếu như là lợi ích thì quý vị đến. Còn nếu như quý vị thấy nơi nào lợi ích hơn, quý vị cứ đi đến nơi đó. Cái quạt này quạt chúng sanh về đây quý vị ơi. Và quạt hết phiền não chúng sanh bị ư. Đúng không? Và quạt giết rồi chúng ta phát triển niềm vui bị à. Chúng ta cùng cười lên bị ơi. Ha ha ha. Ha ha ha. He he he. Xe xẻ xe xẻ. Chúng bị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta phát nguyện đời này niệm Phật về cực lạc gặp nhau vị ơi. A Di Đà Phật. Gỡ lời chúc với tất cả Phật tử khắp nơi nơi coi qua chương trình này, ai cũng được an lạc vui vẻ nghe. Những người hôm nay đại diện nhận khăn và tất cả những người phụ nữ khắp nơi nơi cũng được nhận chiếc khăn này nghe. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.